Hello, mọi người thấy lông của Siro có bóng không ạ? Siro đang thì thay lông, nhưng mà cái lông vẫn cực kỳ bóng. Cái cách để nuôi cái con cún mà nó khỏe, lông nó bóng vô cùng đơn giản. Chibi Powder. Chỉ cần cái này mọi người bổ sung vào các bữa ăn hàng ngày là ok. Những con chó gầy hay là con chó lười ăn, hoặc là ăn nhiều nhưng vẫn gầy, hoặc là lười ăn, hoặc là ăn nhiều ăn rất nhiều thứ nhưng mà lông nó không bóng mướt được, thì mọi người cho dùng cái này. Đây là những cái trường hợp những cái con mà nó ốm, sau ốm thì cho dùng để nó phục hồi cực kỳ tốt. Cái hộp này là 400 g, 400 g là 300.000 cộng với ship. Có nhiều bạn ấy thì là nuôi chó nhỏ, các bạn nuôi chó nhỏ các bạn mà một cái hộp nó to như thế thì nó lâu, dùng lâu hết lắm. Thì các bạn có thể sử dụng cái hộp mẫu mới này nhỏ hơn. Các bạn có thể dùng cái hộp mẫu mới này, hộp nhỏ hơn 60 g, chỉ có 85.000 thôi. Đó, thì dùng cho các cái giống chó nhỏ, hoặc là các bạn muốn bổ sung cho con cún vài ngày thôi, một tuần để cho nó hồi, đại khái như vậy, thì các bạn có thể dùng cái này. Đây là cái mẫu mới để giúp cho những cái bạn mà lần đầu tiên dùng, có thể dùng thử, hoặc là các bạn nuôi chó nhỏ như là poodle chẳng hạn, hoặc là những cái giống chó nhỏ hơn nữa, 2-3 cân phốc sóc rồi này kia, thì các bạn có thể dùng cái hộp nhỏ này. Còn bình thường ấy là cái Cansi Nano là mọi người đã biết đến cái hộp này rồi đúng không? Cái hộp này của nó là 150 viên. 150 viên là 250.000. Thì hiện tại bây giờ là cũng đã có một cái hộp nhỏ hơn cho cái Cansi Nano này, để mọi người có thể nuôi chó nhỏ mọi người dùng, hoặc là mọi người muốn dùng thử thì cái hộp này nó 60 viên, còn hộp này là 60 g. Siro lên đây, Siro. Mọi người thấy Siro bóng không? Quá bóng luôn. Mà chế độ ăn ấy thì của mình nó không có cái gì cả, nó chỉ có cái hạt cộng với lại cái chibi này thôi. Đó, nó sẽ bóng hơn rất nhiều so với lại những cái người mà rất là chăm chó, cho ăn thịt rồi này kia. Thường thường hay là cho ăn thịt nó sẽ bóng hơn cho ăn hạt, vì cái thịt nó dễ tiêu hơn, con chó nó hấp thu dễ dàng hơn. Nhưng mà cún nhà mình thì mình nuôi rất nhiều, cho nên là mình chỉ cho ăn hạt thôi, không có thời gian cho ăn thịt. Nhưng mọi người sẽ thấy là lông của nó là nó bóng. Cho ăn hạt thì nó có cái lợi thế của nó là cái dinh dưỡng nó cân đối. Cho ăn thịt thì mọi người sẽ phải cho ăn rất nhiều loại rau và rất nhiều thứ khác nữa thì nó mới cân đối được, chứ ăn toàn thịt không mà nó lạch. Con chó nó béo tốt nhưng mà nó yếu người. Cho ăn hạt ấy, thì con chó nó có thể nó hơi gầy một tí nhưng mà nó sẽ nhanh nhẹn vì nó cân đối dinh dưỡng. Tất nhiên là phải chọn loại hạt tốt đấy mọi người, mà nếu mà có muốn dùng cái loại hạt mà mình đang dùng cho chó của mình thì mọi người cũng vào shop của trại. Đó, thì với cái lọ chibi powder này, mà nếu mà nuôi chó nhỏ thì mọi người có thể dùng cái lọ nhỏ này nhá, chứ nếu mà nuôi như Siro thì cái lọ này chắc được có lẽ là dùng được khoảng tầm 4-5 ngày. Ngồi một bên đi để cho Jumi nó ngồi bên đấy. Ok, Siro ngồi xuống. Ngồi. Ngồi xuống. Cái lọ này Siro ăn sao được cái lọ này? Lọ bé tí. Đó, thì các bạn mà nuôi cún nhỏ, các bạn có thể sử dụng cái hộp này thử nha. Đó, với cái hộp nhỏ này thì các bạn mà muốn dùng thử thì các bạn có thể dùng nha. Liên hệ với trại qua Zalo điện thoại 0981115000 nhé. Hộp to, hộp nhỏ đều có. Siro, đây đấy, ngồi xuống. Mọi người có thắc mắc là đang cho nó ăn cái gì không? Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đây là cái hạt mà là cái hạt của bao hồng cũ còn sót lại ở cái hạt to. Mọi người sẽ thấy là cái con chó nó ăn nó rất là ngon miệng. Nếu mà chúng ta cho ăn vừa cữ, đây, mọi người nhìn Siro, Siro là rất là béo tốt, chứ không có gầy tí nào cả. Khi mà nó ăn thì nó cảm giác nó ăn rất là ngon miệng, vì là cho ăn đủ cữ thôi. Với Siro này, cái chế độ ăn của Siro là ngày chỉ có 4 lạng thôi.
4 lạng hạt, thậm chí là còn không đến 4 lạng hạt. Nhưng mà nó vẫn là rất là béo tốt. Đó, hạt cộng chibi thôi là xong rồi. À, nhiều người ấy thì nuôi cái con cún là nó ăn rất là nhiều nhưng mà nó gầy. À, dù nuôi trong gia đình. Còn mình phải nói là nuôi trong gia đình nhé. Vì nếu mà nuôi ở cái môi trường trang trại, khi nó rất nhiều chó, vì mình cũng nuôi cún ở bên trại, thì chúng nó nô nghịch nhau suốt ngày, nó mất sức thì nó ăn nhiều, nó gầy thì mình phải hạn chế cái vận động của nó bớt lại thì nó mới tăng cân được. Nhưng nếu mà nuôi ở trong môi trường gia đình, con cún nó chỉ có một mình nó hoặc nó có thêm một con nữa để chơi cùng, mà nó ăn nhiều mà nó vẫn gầy thì phải xem lại cái tiêu hóa của nó, tức là cái tiêu hóa của nó là nó hấp thụ kém đó. Thì trong cái trường hợp đó mọi người sẽ dùng cái chibi này là sẽ cực kỳ hiệu quả. Hiệu quả ngay, nhìn thấy luôn. Chỉ khoảng 10 ngày sau khi dùng thôi là mọi người sẽ thấy con chó là nhìn nó trông nó mỡ màng hơn ngay. Đó, còn đây là cái lọ, cái hộp chibi nhỏ này, 60g này, thì là cho các bạn nuôi. Nó sẽ phù hợp cho các bạn nuôi các cái giống chó nhỏ, hoặc là các bạn lần đầu các bạn dùng, các bạn muốn dùng thử. Còn nếu mà khi mà đã dùng quen rồi thì mua dùng cái hộp to này thì nó sẽ rẻ hơn. Siro lên. Rồi rồi. Đó, mình nói lại cái canxi này cũng vậy nhá. Cái canxi này nó cũng có hộp nhỏ và hộp to nhá. Các bạn dùng lần đầu các bạn có thể dùng hộp nhỏ 60 viên. Còn dùng quen rồi thì các bạn có thể lấy hộp to 150 viên. Siro lên đấy. Sở. Cứ núp thì anh hùng núp, lượn qua lượn lại để cho nó nổi bật hả? Đấy, nhìn chú Mi nó ngồi im thế kia mà. Đó thì mọi người, các cái sản phẩm này, canxi chibi này, cám này, mọi người mà muốn lấy thì cứ liên hệ với trại qua Zalo điện thoại 0901 098 111 5000 nhé. Ship toàn quốc. Siro này là đợt này là đang thay lông đấy. Lông chưa mọc lại hết đâu. Rất cái da đầy lông này này. Nhưng mọi người sẽ nhìn thấy nó vẫn rất là bóng. Dù đang thay lông nhưng nó vẫn rất là bóng. Đó là công của cái chibi đấy. Rất đơn giản thôi. Nói đi nói lại ở rất nhiều video. Nhiều người dùng rồi. Và có phản hồi lại với trại là dùng rất là tốt. Còn một số người thì lại mua về dùng cho cún nhưng mà lại không ở nhà chăm cún, cho nên là nhờ người nhà cho. Nhưng mà người nhà thì lại bữa cho bữa không, quên với này kia, thì mọi người phải nhắc là cho đều. Vì cái việc là con cún nó được ăn cái chibi và không được ăn cái chibi thì nó chênh lệch nhau lắm. Cái sức khỏe của con cún nó khác hẳn nhau luôn. Cái độ nhanh nhẹn, rồi cái thể hiện ra bên ngoài nó bóng lông, nó khác nhau hoàn toàn. Mọi người thấy Siro bóng không? Siro nhìn màn hình. Nhìn thấy không? Đấy. Xa quá không nhìn thấy hả? Trời ơi, không để ý là lên TV là không xinh gái đâu. Mọi người thấy Siro và Yumi có xinh không ạ? Đây là Yumi. Poodle Toy 4 cân. Yumi bây giờ là 8 tuổi. Mình nuôi Yumi từ năm 2013. Từ năm 2013, cuối năm 2013 đến bây giờ là 10 tuổi rồi, chứ không phải 8 tuổi. 9 tuổi. Đã được 9 tuổi, có thể bước sang tuổi thứ 10, Yumi. Và vẫn nhanh nhẹn như là con chó thanh niên. Còn Siro thì ít tuổi hơn. Siro là hàng con cháu của Yumi. Siro là hàng con cháu của Yumi ấy nhá. Là Siro là năm nay Siro mới được 3 tuổi rưỡi. Vậy là phận con cháu thôi. Yumi mới là bố lão cái này. Bố lão Yumi này. Đó, mọi người thấy cái con cún là giống như giống poodle này nhá. Là thường là mọi người nuôi là lông nó bị bết. Lông nó bị bết là vì cái bộ lông của nó không đủ.
cho nên là nó dễ bị bết cái lớp lông ở bên trong, các cái lớp lông nó mọc nó không đủ. Thế thì mọi người sẽ thấy là cái con poodle này của mình, dù là mình không có chăm nó nhiều lắm đâu, và về cái việc tắm với lại spa với này kia, đây này còn cắt trụi lông đi, cắt rất là ngắn này, vì là nó cứ dài quá thì lại cắt như thế này, nó lại mọc lên lại dài dài khoảng cỡ tầm này lại cắt. Vào mùa đông này thì để, nhưng mùa hè nó cứ cắt như vậy. Nhưng mà người sẽ thấy được cái lông của nó cảm giác lông nó có độ bông. Chính là vì là mình cho nó ăn cái chibi này. Cái chibi này, nó cái lông của con chó ăn chibi và không ăn chibi nó khác hẳn nhau. Mọi người không tin mọi người cứ thử. Còn mọi người nuôi có giống chó nhỏ thì mọi người có thể thử cái lọ nhỏ này. Cái lọ nhỏ này nó có 85.000 thôi. Ship vào nữa thì nó thành 95.000. Đó. Con chó nhìn nó sẽ khác ngay. Đấy, mọi người nhìn cái con chó nó 9 tuổi mà nhìn nó như con thanh niên, như con độ 2-3 tuổi thì chả khác gì cả. Như Siro này thì Siro còn đang ít tuổi, nhưng mọi người nhìn Siro lông nó bóng mướt. Dù đang thay lông, lông đang rụng đầy, rứt ra cái một đống lông này. Vì nó đang đợt thay lông. Mấy hôm nay đang phải quét nhà đấy, mọi người có nhìn thấy không? Nhìn thấy lông của nó không? Đó. Rứt ra cái rụng nhưng nhìn lông nó vẫn bóng. Tức là khi nó rụng như thế thì nó bị mất bớt một phần lông rồi, nhìn nó khó bóng. Như đây nhìn con cún nhìn lông nó vẫn cứ bóng mướt. Đó là vì nó từng sợi lông của nó đều bóng. Cho nên là khi nó đang thay lông nó như thế này rồi thì lúc mà nó đủ lông ấy thì nó còn bóng nữa, nhìn nó như con hải cẩu ấy. Nhìn Siro nha. Đó. Siro xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thả tim. Thả tim. Dữ lắm. Ngồi yên đi nhé. Ngồi yên. Nào. Siro xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. See you again. Mọi người thấy Siro xinh không? Quá xinh. Tuyệt vời. Xinh tuyệt vời.